À, trí tuệ. Thì hồi nãy chúng ta có nói là ba cái loại trí tuệ, nó nhanh nha. Thứ nhất là cái biết của các giác quan, thật sự nó cũng là một cái trí tuệ đó, qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, gọi là thức tri. Cái biết thứ hai gọi là tưởng tri, là cái biết mà từ học đường. Ví dụ một bác sĩ, ông kỹ sư, ông biết được những cái điều ông làm là phải do ông học từ học đường ra. Mà cái biết của tưởng tri nó cộng thêm cái nữa là biết của kinh nghiệm, là do mình nếm trải rồi. Từ đâu mình biết muối là mặn, là phải nếm rồi mới biết. Đường là ngọt, té là đau. Thật sự hồi nhỏ mình cũng chưa biết té là đau đâu, phải té tan nát hết trơn rồi biết giờ té là đau rồi. Đó là do cái kinh nghiệm, cái biết đó cũng là một cái loại tuệ. Và cái đó là gọi là tưởng tri. Và cái biết thứ ba gọi là tuệ tri. Thì bây giờ á, cái người mà sống trong tuệ tri á, thì nó qua hai cái cấp bậc. Cái bậc thứ nhất là chúng ta nhìn cuộc đời này đầu tiên là phải qua cái lăng kính nhân quả. Cái gì nó cũng có nhân có quả hết. Mà hiểu được nhân quả rồi thì chúng ta không có gì mà phải bận lòng. Tại sao người nghèo người giàu nhân quả? Tại sao người hiểu người họ nhân quả? Tại sao người đẹp người xấu là nhân quả? Tại sao người ta có mình không là nhân quả? Nhìn tất cả cuộc đời này qua cái lăng kính nhân quả nghiệp báo hay là nhân duyên, là chúng ta cảm thấy không có gì phải buồn lòng hết. Chứ không phải như cô kia có nói, thật sự con không buồn vì nhà con nghèo, mà con buồn vì cái nhà cái bên nó giàu thôi. Hay nó nghèo như con luôn thì thôi con không có buồn. Khổ vậy đó. Có những người nghĩ như vậy. Hoặc là con không buồn vì con xấu, mà con buồn vì nhỏ bạn ngõ đẹp. Không biết sao nó đẹp quá trời đẹp. À, nó đi thẩm mỹ nó đẹp hơn con cũng đi thẩm mỹ quá trời luôn mà không đẹp. À, nó có trang điểm mà đẹp hơn con. Thì như vậy là mình chưa hiểu được nhân quả. Cho nên là cái điều đầu tiên phải nhìn qua cái lăng kính nhân quả cái nào. Để như vậy, để cho mình cái tâm mình nó bớt đi cái sự so sánh người và ta, đẹp và xấu, hơn và thua, phải không? Cái bước thứ hai nữa, nếu mình đã thấu nhân duyên rồi thì mình bớt đi cái sự than phiền quán trách. Đó, nhìn bằng trí tuệ đó. Có tập nhìn bằng trí tuệ. Tại sao hôm nay mình còn luân hồi ở đây là vì mình còn hữu ái quá. Vô mình hữu ái quá cho nên có mặt ở đây. Và nếu chúng ta tiến tu hơn một cái bước nữa là chúng ta phải nhìn cuộc đời này qua cái lăng kính là tam tướng. Tam tướng là gì? Là ba cái tướng trạng của thế gian. Đặc biệt vô cùng đó là anicca, dukkha và anatta. Cái thứ gì nó cũng vô thường. Mà cái gì nó vô thường là nó khổ. Không khổ trước cũng khổ sau. Giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo. Bệnh khổ theo bệnh, mà khỏe khổ theo khỏe. Ông bệnh, ông thấy ông khổ, ông nằm, ông nghỉ. Nhưng mà ông khỏe, ông làm muốn chết, ông cũng khổ theo một. Xấu khổ theo xấu, mà đẹp khổ theo đẹp. Rồi nghèo thì khổ theo nghèo thấy rồi. Nhưng mà ông giàu cũng khổ theo cái ông giàu. Khổ trước khổ sau thôi. Cho nên đó là cái thứ gì trên cuộc đời này nhớ giùm, nó đều vô thường. Vì vậy hãy tập một cái thói quen là hãy tin vào vô thường. Rồi ngày mai sẽ khác, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, hoa mọc lên từ rễ. Hãy mà con tin vào vô thường rồi thì con không có cái gì mà con phải mong cầu lo lắng hết. Ví dụ con đang giàu, con tin vào vô thường này con biết chắc là một lúc nữa nó sẽ tiêu tan tài sản, nó sẽ nghèo. Mà nó chuẩn bị rồi, tâm lý rồi. Hoặc là con đang nghèo thì con cũng có một cái niềm hy vọng là một lúc nào đó con sẽ dễ thở hơn. Sẽ có điều kiện hơn. Đâu ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời đâu. À, không có gì là bền vững. Vô thường mà hãy nó là vô thường thì bản chất của nó là đau khổ. Làm sao mình tránh khỏi? Cho nên thế gian là bể khổ. Đọc theo chúng tôi câu này đi để chúng ta khổ được. Đời là bể khổ. Nên răng đau là phải nhổ. Đời là đau khổ. Nên nhổ răng là phải đau. Đi đâu giữa chốn vô thường? Về đâu ai biết về đâu bây giờ? Thôi thì ta ngộ vô thường đi. Để nơi đâu cũng là nơi ta về. Thiên hạ thì tối ngày tranh nhau nói khổ vui không. Mà theo con thì cái chi là khổ cái chi vui? Cũng vẫn chưa biết cái gì là khổ cái gì vui đây. Mà cái điều đặc biệt là vui trong tham là vui đó khổ đó. Hãy tham nhiều là khổ nhiều. Mà vui trong tham thì sợ mất cái khổ lắm. Sợ mất cái niềm vui đó thành cái khổ. Mà khổ mà để tu hành á thì khổ đó vui à. Nhờ cái khổ đó mà mình tu hành được. Ví dụ gặp người mạ lị chớ phiền, mà hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành thì quá vui rồi. Người ta chửi mình mừng nữa là thôi, không còn gì bằng hết.
rồi bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Vậy con còn sợ nghiệp chướng không? Không. Bởi vì mình nghĩ nghiệp chướng nó giúp cho mình thành đạo. Trước đây mình gặp người ta chửi mình mạ lị mình buồn lắm, thì hôm nay là gặp người mạ lị thì không phiền nữa. Mà ngược lại nghe, thấy mà mình mừng nữa, vì gặp khổ duyên để hành. Là bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh. Đó mình sợ nghiệp lắm, nghiệp đến cho mình sợ lắm. Bây giờ mình nghiệp đến cho mình thì mình nghĩ rằng là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Anh chửi tôi càng nhiều mà tôi tu được, tôi nhịn được, thì không nhẫn không gần được đạo. Mà mình nhẫn được, mình nhịn được thì mình gần bằng được. Tức là mình nhịn được là mình chiến thắng chính mình rồi. Đó là cái ý mà tôi chia sẻ, còn là nhịn bằng trí tuệ. Đúng. Nhìn cái cuộc đời này chúng ta cứ nhìn vấn đề nào cũng là Đức Phật ngày xưa ngày nhìn vấn đề nào ngày cũng hiểu cái nhân và quả. Không biết ngày nhìn là tại sao cô này có ra được cái hình thể này, cái con này như thế này, và cái đời sống cô này như vậy, tâm tư như vậy, có nhân có quả hết. Mình nhìn vậy mình cũng không có gì. Và thứ hai nữa là gì? Thật sự ra nghe, mình nói mình đó mà nói theo cái pháp chế định, còn nói theo chân đế á, nó là một cái tiến trình hoạt động của nhân quả. Thí dụ như củ khoai mì, người làm nông trồng củ khoai mì lên, khi nhổ củ khoai mì lên, cái củ khoai mì này được thương lái nó thu mua, nó bán vô trong nhà máy phải cho nhân viên ra cắt đầu lột da, bỏ vô một cái hệ thống xay thành bột mì. Bột mì này mới đưa lên một hệ thống dây chuyền chế biến thành ra gói mì gói đem đến siêu thị trưng bày. Người tiêu dùng đến siêu thị thấy mì Kusumi ngon quá, mua về. Mua về dùng được. Khi dùng rồi bài tiết ra thành đất nước lửa gió, đất nước lửa gió tiếp tục nuôi củ mì. Nó là một cái hình tròn. Vậy thì mình ở đâu? Mình là một cái tiến trình hình thành, vận hành theo luật nhân quả. Một ví dụ thứ hai, một cái anh A. Ví dụ nghe, một anh A trên đời này ảnh làm nhiều phúc đức. Ví dụ như anh Tài Đăng đây đi, thiện nam Tài Đăng đây, tức là sống trong gọi là thiện hạnh không. Sau khi thân ngoại mệnh chung sanh lên làm một vị chư thiên ở trên trời, một vị thiên tử, thì tạm gọi cái anh thiên tử là anh B. Vậy thì xin hỏi mọi người ở đây, cái anh A và anh B này là một hay là hai? Hai trong một luôn hả? Thì hai mà một, thì một mà hai á hả? Nếu mà nói hai người này là một thì không được, là bởi vì rõ ràng anh Thiện Đăng ngồi đây rồi chư thiên kia hình tướng khác, một vị chư thiên phước báo hào quang rồi an lạc, hưởng thiên lạc, thiên hỷ, thiên xúc, thiên ái rồi sung sướng. Đâu có khổ như thế này mà nằm ngồi ro rầu muốn chết luôn. Tóc bạc luôn, ông kia ông đâu có lo nghĩ gì, ông kia không chư thiên mà ông sống lâu nữa. Ông này còn nhiêu năm ở đâu? Năm nay Thiện Đăng nhiêu rồi? Dạ con 50 chưa? 44 rồi. 44 mà già ghê không? Mà vô thường không hẹn chờ ai trước, trên chư thiên nó có cái tuổi thọ nó quy định nha. Còn mình đây là không biết đi lúc nào, có thể sống được 60 nhưng mà cũng có thể là 50 à, cũng có thể là 45 nữa à, cũng có thể hôm nay là ngày cuối nữa, nó đâu biết nữa. Nhưng mà trên chư thiên thì lại có mức định là hãy sanh ra đó thì sống cái mức độ đó, là hạn như là 1000 tuổi, 2000 tuổi à, khi mà dần hết tuổi thọ nó báo cho hiện tượng cho mình thôi. Tự nhiên tâm mình nó cảm thấy bức rứt không vui rồi đại khái như vậy, hào quang nó lu lu mờ mờ à, chuẩn bị hết rồi đó. Nó có những cái điềm báo trước cái gì cho thiên biết là sắp hết tuổi thọ. Thì ông ham vui quá đi, ông sống mà trẻo mãi không già, giờ sao biết chết đây. Cho nên tự nhiên thấy cái tâm trạng nó không thành vui nữa là bắt đầu chuẩn bị biết rồi đó. Thì như vậy thì mình thấy là cái anh chư thiên kia hoàn toàn khác anh này. Nếu mà nói là một thì không đúng rồi, nhưng mà là hai cũng không xong, là bởi vì cái ông đó đó là cái nhân từ ông này. Ông này đem hành thiện pháp thì mới lên thành ông đó. Cho nên hai ông này mới trả lời như thế này nè. Hai ông này là chung một cái tiến trình nhân quả. Hiểu không? Tức là cái tiến trình nhân là ông gây nhân thiện ở cõi người, và cái quả là ông thành một vị thiên tử. Đó, hai ông này không là một mà cũng không là hai, mà chỉ trả lời đơn giản là chung một cái tiến trình nhân quả. Ví dụ cái cây dừa mẹ cho ra trái dừa, lấy trái dừa đó mình ươm ra trái dừa con. Khi cây dừa con lớn lên để gần cây dừa mẹ, hỏi một là hay là hai? Cây dừa mẹ và cây dừa mẹ con đó là một hay là hai?
Nếu trả lời là một không được, là hai cây. Mà trả lời là hai cũng không đúng, là bởi vì hai cái này nó chung một cái tiến trình gen. Vừa nước nó ra vừa nước à, vừa sim nó ra vừa không, cái gen của ông cái vừa mẹ như thế nào thì ra cái vừa con vậy, thì nó chung một cái tiến trình thôi. Đó, đó là cái cách nhìn của người có trí tuệ. Xin lỗi chú Thầy dạ. Đăng nghe. Sao mình cứ sống như hôm nay là ngày cuối cùng thì nó khỏe lắm, không có gì là phiền não hết, thấy không? Vô thường đâu hẹn chờ ai trước đâu, khi dứt nghiệp trần thì phải ra đi thôi. Dạ. Sao?